Đó, Phật, kính thưa đại chúng, ngày hôm trước là chúng ta đang học về pháp chân đế. Chúng ta biết pháp của Đức Phật, cái là pháp thì nó là, chúng ta trước định nghĩa thì nó là chỉ vật có trạng thái mà tri giác chúng ta có thể biết được. Đây là cái bài trước đó. Vật chỉ trạng thái mà tri giác chúng ta có thể biết được là pháp của Đức Phật dạy, thì nó có chia ra làm chân đế và tục đế. Chúng ta đang học về vi diệu pháp cho nên cái tục đế này không phải là cái đối tượng mà chúng ta nghiên cứu, mà chúng ta hướng về cái pháp chân đế. Và cái pháp chân đế thì chúng ta biết cái định nghĩa lần trước chúng ta học, đó là cái điều hay là cái vật cao tột, và nó mang tính chất cốt yếu và thường hằng. Thường hằng đây không có nghĩa là bất biến, thường hằng tức là nó giữ một cái trạng thái giống như vậy. Trong cái thường hằng đó thì nó vẫn có một cái sự thay đổi, chứ nó không phải là giống như cái linh hồn thường hằng bất biến như của các cái đạo khác. Và chính vì thế mà chúng ta đang ở cái phần là đặc điểm của cái pháp chân đế. Không biết là phần thứ mấy hả? Đặc tính của pháp chân đế là phần thứ tư đấy. Đặc điểm hay đặc tính của pháp chân đế? Là ba từ không quan trọng. Tại ngày xưa mình học toán cũng dở cho nên là thôi kệ, nó muốn số nào thì số. Chúng ta đang ở cái phần sau khi mà đi xong cái định nghĩa của pháp chân đế, chúng ta biết là pháp chân đế là những cái điều, những cái pháp cao tột, mà chúng ta sang cái đặc điểm của nó thì chúng ta biết là cái đặc điểm thứ nhất của nó là gì? Là không thay đổi, không thay đổi, hay còn gọi như vừa nãy đó là thường hằng bất biến. Giống như là chúng ta thấy là vẫn nghe Đức Phật nói rằng là quá khứ cũng như vậy, vị lai cũng như vậy, và hiện tại cũng như vậy. Quá khứ Đức Phật nói về tứ thánh đế khổ tập diệt đạo, thì vị lai Đức Phật cũng nói về khổ tập diệt đạo, và hiện tại Đức Phật cũng nói về khổ tập diệt đạo. Nếu như, tức là nó thường hằng bất biến, tức là đời nào quá khứ hiện tại vị lai nó cũng có khổ tập diệt đạo, và có điều kiện đó. Nếu như mà chúng ta còn có tham mà ái, tham ái là cái pháp cha tham ái với lại mẹ vô minh á, thì chúng ta thấy là đây là cái đầu mối mà đưa chúng ta đi vào bà cõi. Hoàng nói không có chúng gì hết rồi. Nhưng mà trên thực tế nó là chúng sinh tử luân hồi, tức là chúng ta phải sinh đi sinh lại trong ba cõi là vô an mà. Tức là những cái cảnh này gọi là cảnh còn đau khổ, chỉ có vượt ra khỏi ba cõi mới được gọi là giải thoát niết bàn. Cho nên là chúng ta, nếu như mà hiện hữu trong chúng ta còn cái pháp tham ái, cái này là pháp thâm căn cố đế, mà chúng ta có thể dở lại cái bài kinh Trung Bộ đầu tiên đó, dục hỷ, gốc rễ của khổ đau. Đức Phật nói là gốc rễ của khổ đau đó là dục hỷ, dục hỷ hay là một cái tên khác của tham ái thôi.
khổ đau, tức là chúng đưa chúng ta sinh vào ba cõi, ba cõi là còn khổ đau, ba cõi là vô an. Cho nên là chúng nếu như mà chúng ta còn cái pháp tham ái này thì cái pháp Đức Phật dạy, cái pháp chân đế đó nó là thường hằng không thay đổi. Mà chúng ta thấy là cái khổ đau của chúng ta, của thầy nó khác với khổ đau của các vị, và khổ đau thời Đức Phật Thích Ca nó khác với cái khổ đau của thời các Đức Phật gì đó đằng trước, và tất nhiên nó sẽ khác với những Đức Phật vị lai. Nó thường hằng ở cái chỗ là nếu như mà nó còn cái này thì nó còn khổ đau, nhưng mà nó không phải là vĩnh cửu, không phải bất biến, là ở cái chỗ mà tức là cái khổ này nó khác với cái khổ kia thôi, nhưng mà chung tiêu chung lại nó đều là khổ. Đấy. Cho nên là cái ý thay không thay đổi đây tức là như vậy, tức là nó là khổ. Đức Phật nói khổ, quá khứ cũng nói khổ, hiện tại cũng nói khổ, và vị lai cũng nói khổ, nhưng mà cái khổ nó khác nhau, chứ không phải nó y chang như cái linh hồn bất biến của ngoại đạo vậy thôi. Thì cái đặc tính thứ nhất của pháp chân đế đó là không thay đổi. Cái đặc tính thứ hai là cái gì ạ? Rồi, đối tượng của trí tuệ cao siêu tức là làm sao? Tức là chúng ta đang ở cái mức độ, chúng ta đang là một cái đối tượng của trí tuệ cao siêu, là vượt xa với cái thế gian rất là nhiều đó. Nên là dù đây chúng ta thấy là có giáo sư tiến sĩ mà không có học vi diệu pháp là cũng thua chúng ta thôi, nên là chúng ta ra ngoài chúng ta có thể ngẩng cao. Trên thực tế là vậy, bởi vì họ không phải là đối tượng, không phải là cảnh của trí tuệ cao. Tại sao nói vậy? Là bởi vì họ là cái người, ví dụ như cái bàn, em nói cái bàn thì nó bôi bác mấy cái ông giáo sư quá. Không lẽ là giáo sư mà cái sáng tác chế ở cái bàn này vào vũ trụ đi, cho nó to tát một chút. Chúng ta thấy là cái cảnh của vũ trụ trí tuệ cao ở đây ấy, có phải là cái mà chúng ta sáng chế ra cái con tàu vũ trụ nào? Phi thuyền đấy, phi thuyền đấy, dùng phi thuyền đấy, dùng tàu, phi thuyền đó, tàu với phi thuyền giống nhau đúng không? Thì mình cho phi thuyền đi. Cuộc đời nên khổ thiệt đấy, dùng cái từ sai mà cứ bắt bẻ. Cái này mà muốn không bắt bẻ là bây giờ phải mời ông Khổng Tử lại. Không phải làm khó cũng được thôi, bởi vì lâu lâu mình muốn thay đổi một chút mà không cho thay đổi ấy. Giống như là cái câu chuyện lần trước có nói đấy, thay đổi tí mà không cho thay đổi khó khăn quá đấy. Mình cái từ đó mình định đặt ra để mình xài cho vui thôi. Nó thấy là cái mà ông sáng chế ra gọi là cái gì ha? Kỹ sư cái gì đấy sáng chế ra con phi thuyền vũ trụ này, không phải là cái cảnh của đối tượng trí tuệ cao. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy chế ra phi thuyền vũ trụ là ông chỉ biết là cái phi thuyền vũ trụ và nó có khả năng bay ra khỏi cái trái đất này đi vào không gian thôi, và cái phi thuyền này nó có thể hư hoại, và ông chỉ biết nó là cái phi thuyền thôi, ông không có nhìn thấy cái gì khác nữa. Một là một cái thời gian đấy, cái phi thuyền này nó sẽ bị hư, hai nữa là vài chục năm sau là ông cũng sẽ chết thôi. Rồi ông có chế nữa thì nó cũng hoại, nó cũng chết, nhưng mà chúng ta khác, chúng ta cao hơn ông ấy. Cao hơn được cái chỗ gì? Tức là chúng ta thấy là cái phi thuyền vũ trụ này ấy, là nó được cấu thành bởi cái gì, nó là những cái sắc pháp gì ấy. Chúng ta nhìn tức là cái này thì nó hợp với ông kỹ sư, nhưng mà nó hơi khó cho chúng ta tưởng tượng. Giống như ví dụ bây giờ chúng ta kéo lại thấp thấp một chút, giống như cái bàn chẳng hạn. Cái người mà sáng chế ra cái bàn đó thì họ chỉ biết là cái bàn và cái công dụng của nó là ngồi để viết lách làm việc, nhưng mà chúng ta nhìn cái bàn mà hồi đó, tức là với cái mức độ đầu tiên chúng ta chỉ thấy nó là sắc, tức là cái bàn, chúng ta biết nó là cái bàn và dùng cái bàn đó thôi, đến khi nó hoại thì chúng ta dục đi và cũng không có cái lợi ích gì cho chúng ta. Sau này khi mà nó hư thì chúng ta nó không có lợi ích gì nữa, và chúng ta cũng không có phát triển được cái trí tuệ gì khác. Nhưng mà với chúng ta đó, nó cảnh trí tuệ cao là cái gì? Tức là chúng ta nhìn cái bàn, chúng ta biết là nó có gỗ, nó được lắp ráp bởi cái gỗ, rồi cái đinh vít, rồi cái sắt, cái sơn, công nhân thợ mộc, rồi
vân vân, hoặc là phải có mình lắp ghép lại thì nó mới thành cái bàn. Chúng ta nhìn mà hồi ra chúng ta thấy là giống như cái câu chuyện của ngài ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó, nhìn cái bàn mới nhìn cái xe ra mà hồi thì thấy là nó chỉ là cái vật giả danh thôi. Nó định đặt ra để chúng ta gọi nó là cái bàn, và chúng ta chấp vào đấy cái vào đấy thành cái bàn, giống như 8 × 3 = 23 là chúng ta bị cứng ngắc trong đấy, mà trong khi đó là cái thế giới này nó đang trôi chảy, mà chúng ta bắt nó là phải đứng im cái bàn là cái bàn, mà chúng ta không thấy được cái mức độ sâu xa hơn nó nữa, thì chúng ta không nhận ra được cái sự trôi chảy vô thường của nó không phải là 8 × 3 = 24, mà nó phải là 8 × 3 = 23 thì cuộc sống nó mới tốt đẹp hơn. Và cái bàn cũng vậy, chúng ta nhìn giờ cười, không giải thích như vậy để mong là thầy được dùng lại cái chữ này thôi chứ không có gì hết. Cho đỡ khó khăn chút. Thì chúng ta thấy là khi vậy thì chúng ta mới thấy là chúng ta nhìn vào cái bàn, nhưng mà chúng ta hơn mấy cái ông kỹ sư, mấy giáo sư đó, là chúng ta thấy được cái sự vô thường ở trong đó. Khi mà thấy được cái vô thường đó thì chúng ta với nhàm chán, chúng ta không có chấp vào cái bàn này, chúng ta không mong muốn được cái bàn này. Và tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào cái ba cõi này, tạm giữ chứ không được tạm cõi. Khó khăn quá vậy. Thì chúng ta thấy là như vậy ấy, chúng ta nhìn thấy, chúng ta bắt đầu từ cái nhỏ chúng ta chán cái bàn này, bắt đầu chúng ta mới chán cái tam giới này. Ngán ở đây không phải là chúng ta bi quan chán đời, mà ngán ở đây tức là chúng ta muốn bước ra một cái chỗ mà nó tốt đẹp hơn. Thì nó mới là tốt đẹp hơn, tức là gì? Tức là cái cảnh của cái trí tuệ cao, tức là muốn phóng mình ra một cái chỗ mà nó cao hơn, tốt đẹp hơn. Thì do đó chúng ta được gọi nó là cái cảnh của trí tuệ cao. Hoặc nói gần hơn nữa là như chúng ta thấy là cái hơi thở của mình thì mình vẫn biết rằng là mình định đặt nó là cái hơi thở vào, hơi thở ra, nhưng mà khi mà mình quán một hồi mình thấy là thở vào, thở ra mà không có gì nữa là chúng ta ngủ tỏi chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta thấy là, hoặc là chúng ta thấy một cái điều nữa là cái hơi thở đó trên thực tế nó không phải là hơi thở, mà nó chỉ là cái sự mà di chuyển của làn gió, và nó có một cái không gian để chúng ta đẩy ra đẩy vào cái co bóp của cái bụng của mình, rồi cộng với những cái quần không khí, rồi cái gió vân vân, nó kết hợp lại cái mà chúng ta định đặt nó thành cái hơi thở. Chúng ta quán một hồi và chúng ta cũng thấy rằng là khi mà thở ra mà không thở vào đấy là chúng ta đi, thì bắt đầu chúng ta mới thấy là ồ, cái thân này là vô thường. Thì chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta mới nhàm chán nó, bắt đầu mới khởi ra một cái tâm để chúng ta tu tập, để chúng ta vượt ra khỏi cái đó. Thì sở dĩ mà như thế chúng ta mới có thể có được cái hướng đi cao hơn. Còn không thì chúng ta cứ thở vào thở ra, cứ làm hoài như vậy, đời này kiếp nữa chúng ta cứ thở hoài mà không có biết chán thì nó cũng không được cái gì hết. Chúng ta ăn biết bao nhiêu cơm gạo chỉ để thở thôi mà không biết thở làm cái gì nữa. Thì đó là cái thứ hai của nó, là cái cảnh của trí tuệ cao. Cái đặc điểm của cái pháp mà chúng ta đã học đó là hướng chúng ta đến cái cảnh của cái trí tuệ là cao hơn. Và cái thứ đặc điểm, cái này buổi trước là chúng ta dừng đến đây đúng không? Và chúng ta sang một cái đặc điểm thứ ba nữa, đó là chủ bản thể. Của pháp chế định. Pháp chế định ở đây chúng ta biết là cái gì không? Chính là tục đế. Tục đế như ở trong cái biểu đồ chúng ta thấy là có danh chế định và nghĩa chế định. Đây là gộp chung lại một cái tên, nó gọi là pháp chế định. Tức là chúng ta chế định ra như cái hình thù như này, nó gọi là cái bàn. Hình thù như này thì gọi là cái chuông, hình thù như này thì gọi là cái ly. Thì đó là cái pháp chế định, nó gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Và cái pháp chân đế của chúng ta ấy, nó là chủ thể của cái pháp chế định này. Cũng giống như vậy, tức là cái mà chúng ta gọi là hơi thở đó, hơi thở tức là pháp chế định, chúng ta đặt cho nó cái tên là hơi thở. Nhưng mà bản thể của nó, chủ bản thể ở đây tức là chúng ta muốn nhấn mạnh là cái bản thể của nó, chúng ta nhìn nó một cách sâu sắc hơn, tức là nhìn sau cái tấm màn che của nó, cái tấm màn che, cái khái niệm chúng ta đặt nó là hơi thở đó, trên thực tế nó chỉ là những cái luồng không khí và cái sự co bóp của cái cơ bụng của chúng ta.
chúng ta gọi nó là hơi thở, và nương theo cái chủ bản thể đó để chúng ta có thể nhận ra được một cái sự thật mà nó rất là phũ phàng của nó, là chúng ta thở vào mà không thở ra, nếu là chúng ta đi thì nó là chủ bản thể của cái này. Nên là chúng ta nương, tức là những cái pháp này trên thực tế là nó nương vào, ví dụ như là cái này toàn bộ của nó trên thực tế, cái bàn đó nó là sắc pháp mà thôi, cái tên tột cùng của nó. Cho nên mới nói là cái vi diệu pháp là cái mà nó phân tích một cách nhỏ nhất mà không có thể chia ra được nữa. Thì trên thực tế chúng ta thấy là cái bàn nó là sắc pháp. Trên thực tế nó là sắc pháp mà chúng ta đặt ra. Đây là cái gỗ, đây là cái đinh, đây là cái miếng sắt, vân vân. Thì tất cả nó chỉ là sắc pháp, gọi chung một tên là sắc pháp, là cái mà chúng ta không có thể chia chẻ ra thêm được nữa. Còn nếu mà chúng ta nói mấy cái pháp chế định này thì chúng ta còn có thể chia ra được nó là gỗ, rồi các cái thứ nó ghép lại, và cái bản thể của nó thì nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Cho nên là nó làm chủ của cái này. Cái này nó gồm những cái thứ sắc pháp này mà được đặt tên là một cái bảng. Thì đó là cái đặc tính thứ ba của pháp chân đế. Thì như vậy là cái bài trước chúng ta thấy là học chỉ có đơn giản chúng ta biết pháp là cái gì. Pháp là cái vật có trạng thái riêng mà tri giác chúng ta có thể nhận biết được. Và pháp thì nó có chia ra là tục đế và chân đế. Và cái tục đế là cái bình thường mà chúng ta không có nhắm tới, mà cái chúng ta nhắm tới là pháp chân đế. Pháp chân đế là những cái pháp mà nó có cái đặc tính siêu việt, và nó có ba cái đặc tính của nó. Thứ nhất là không thay đổi, thứ hai là cái cảnh của trí tuệ cao, nên là nó giúp chúng ta đưa đến cái trí tuệ cao hơn, và thứ ba nó là chủ bản thể của các cái pháp chế định. Thì đó là cái nội dung của cái bài trước chúng ta học. Mà chúng ta có thắc mắc gì không? Không rồi, con nói cũng không có có hiểu bài đó. Thì mình tổng kết lại như vậy thấy nó có rõ ràng hơn không? Dạ. Tức là cái pháp chế định, tức là nó gọi là tục đế đó. Mình có chân đế với tục đế. Tục đế tức là cái pháp của thế gian. Nên là mình dựa theo cái hình, ví dụ như là cái hình tròn thì chúng ta dựa theo ví dụ chúng ta quy định cái này nó một cái vòng như này, chúng ta quy định nó là cái hình tròn, hoặc là cái mà nó vuông vuông chữ nhật như này thì chúng ta gọi nó là cái bảng. Thì cái đó là chúng ta chế định, là quy ước với nhau thôi. Thì đó là cái pháp chế định, tức là pháp chân đế, tức là nó là những cái mà nó cấu thành nên cái pháp tục đế này. Tức là nếu mà nhìn mà sâu sắc hơn nữa thì là nó là những cái pháp tục đế này, ví dụ cái bàn này, nó là cấu thành từ cái sắc pháp. Nó thuần túy nó chỉ là sắc pháp thôi chứ không phải là cái bàn, hoặc là cái mà chúng ta gọi là thầy Thanh Nguyên chẳng hạn. Trên thực tế nó không phải ông thầy Thanh Nguyên. Nó là ngũ uẩn thôi, nó là cấu thành của sắc, thọ, tưởng và hành và thức thôi, chứ không có cái tên ông thầy Thanh Nguyên. Tức là cái này chỉ là cái quy ước, tức là nhìn cái hình tướng của ông thầy mà cái áo dài dài nâu nâu mà cái đầu mà không có cái tí tóc nào ấy, thì đó gọi là ông thầy Thanh Nguyên chẳng hạn, như vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế nó là ngũ uẩn mà thôi. Thì đó là cái nội dung của bài trước. Chúng ta có thắc mắc gì không? Nội dung đó chỉ có thế thôi. Thì chúng ta đang ở cái phần pháp chân đế. Thì chúng ta đã xong cái định nghĩa của pháp chân đế, biết được ba cái đặc tính của pháp chân đế, và hôm nay chúng ta đi tiếp. Thì pháp chân đế, chúng ta mở cái biểu đồ ra, chúng ta cũng biết là nó có 4, mà hoặc là chúng ta mở trang số 10 ở cái phần đề tài đó. Đề tài hay là pháp chân đế nó cũng giống nhau thôi. Ở cái phần chữ mà không có in đậm ở cuối trang đó, ở cái móc móc số 2 đó. Trong ý nghĩa cùng tột, đề tài của vi diệu pháp Abhidhamma ghi nhận trong tập này được chia làm 4
gồm có tâm, tâm sở, xuất phát và niết bàn. Đây là những cái pháp mà không có thể chia sẻ thêm ra được nữa, tức là nó là cái cấu thành. Như chúng ta thấy là con người gồm có ngũ uẩn, thì nó chính là tâm, tâm xảo và sắc pháp. Và nương nơi ngũ uẩn chúng ta hướng đến cái pháp cao tột, đó là Niết Bàn. Thì pháp là những cái mà có trạng thái riêng biệt mà tri giác chúng ta có thể nhận được. Và nó có ba cái đặc tính vừa rồi, và chúng ta trong ý nghĩa cột cùng tột, tức là không có thể chia thêm ra được nữa, thì nó gồm có bốn phần. Đó là tâm, tâm xảo, sắc pháp và Niết Bàn. Và đây là chính là những cái đối tượng mà chúng ta sẽ học ở trong vi diệu pháp. Vi diệu pháp là những cái chúng ta sẽ nghiên cứu về cái này, đó là cái tiến trình cả về vật chất và tâm linh, nên là cái cấu thành sắc pháp của chúng ta và cái tâm lý của chúng ta. Khi mà chúng ta, con người chúng ta gồm có hai thành phần vật chất và tâm linh, thì nó gồm ba cái này. Và cái mà chúng ta nghiên cứu ba cái này không phải để nghiên cứu chơi, mà nghiên cứu để chúng ta hiển lộ ra cái pháp cùng tột, cái pháp cao tột, cái đặc tính thứ hai đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái định nghĩa sơ sơ. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng cái tâm vương như thế nào, từng tâm sở như thế nào, sắc pháp như thế nào, Niết Bàn như thế nào. Hôm nay chúng ta đi một cái chung chung thôi, để chúng ta biết thế nào là tâm. Thì thứ nhất là định nghĩa. Định nghĩa tâm. Tâm là bắt nguồn từ cái từ citta, mà cái căn của nó tức là citta. Cái này, cái ký hiệu này gọi là căn. Căn tức là cái gốc của cái từ citta đó. Nó có nghĩa là citta. Citta ở đây tức là suy nghĩ. Như vậy, cái ý nghĩa thứ nhất của tâm tức là suy nghĩ. Suy nghĩ đây cũng nó có, những người mà học ở cái lớp trước rồi chúng ta thấy là có một cái tâm sở khác, nó gọi là tư. Tư nó có giống với cái này không? Hơi hơi giống giống, một người thì nói là giống, một người nói là hơi hơi. Chúng ta thấy là nó cũng gần giống nhau đấy, nhưng mà nó khác nhau. Hơi hơi khác là chỗ nào thì cô? hơi khác là đúng rồi đấy. Dạ đúng rồi, cái này sâu hơn rất nhiều. Từ chúng ta học vào thì chúng ta biết tư là cái mà nó đã tạo nghiệp, cái này là cái tạo nghiệp cetana, cái này là cái mà tạo nghiệp. Còn cái này á, nó tạo nghiệp không? Dạ. Cái này chưa có tạo nghiệp. Mới suy nghĩ. Cái này tư cũng là suy nghĩ mà, nhưng mà cái mức độ nó sâu sắc và nó hằn sâu, giống như là chúng ta hận thù một người nào đó là nó vào với chỗ này rồi. Còn cái này chúng ta mới đang suy nghĩ cái người đó là như thế nào thôi. Nó mới là dạ đúng rồi, tức là không, nó không phải là tác ý. Nó chưa, tức là nó đang suy nghĩ thôi. Nó suy nghĩ ví dụ như là cái anh A này á, mà nếu mà như cái viết này, cái anh A này đó mà chúng ta ghét đó, bắt đầu chúng ta tư duy, chúng ta hằn học, chúng ta hận thù là bắt đầu là nó thuộc về tư, tức là nó hằn sâu rồi, là tức là nó tạo nên nghiệp rồi. Còn cái này là chúng ta mới suy nghĩ đến cái anh đó, là anh ấy đang làm cái này, hôm qua là anh ấy đào đất, hôm qua là anh ấy đập cái xe hơi. Chúng ta mới biết, tức là mới suy nghĩ đến cái việc anh làm thôi. Tức là tập xe hơi thì chúng ta cũng chưa có hận thù với anh hết, cũng không biết là cái xe hơi của ai hay cái gì đó, anh đào miếng đất của ai không biết, anh đập cái nhà của ai mình không biết nữa, mình chỉ suy nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cái này ví dụ nói là cái đấy là cái đập mà muốn đập cái xe của mình, nhưng may không phải xe mình. Thì đó, tức là nó hằn sâu, tức là nó đào sâu, nó phát huy cái tâm sở của nó trong đó rồi. Còn cái này chúng ta thấy là tứ, tức là nó là tư, tức là một cái tâm sở, tức là cái trạng thái của tâm nó tạo nghiệp rồi. Còn cái này là tâm vương. Từ chúng ta sẽ thấy tâm vương là cái mà nó chỉ có nhận biết cảnh thôi. Từ chúng ta, nó còn một cái định nghĩa nữa. Bây giờ để hỏi một cái câu này thì chúng ta từ chúng ta sẽ thấy liền, thấy rõ hơn. Mình vẫn có một cái câu gọi là
ta là nơi nương tựa của ta. Chúng ta bây giờ chúng ta thấy là cái này là nó có tâm ở đây chưa? À, tâm thì chỗ nào chả có. Chúng ta thấy là ở đây là nó, cái tâm của chúng ta nó đang ở cái mức độ suy nghĩ. Nó suy nghĩ. Bây giờ chúng ta phân tích là bây giờ có hai cái anh ta này. Còn mấy cái thứ này chúng ta khỏi tìm đi, nó không có quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta phân tích hai cái anh ta này là cái gì. Bây giờ chúng ta hỏi ta là cái gì này, rồi cái nương tựa là cái gì. Chúng ta vẫn nghe cái câu này mà. Dạ. Sao? Ta này là tâm, ta này là tư. Từ cùng một cái chữ mà nó hai nghĩa khác nhau, khó hiểu quá. rồi ai còn ý kiến khác không? Bây giờ mình cần ba cái này thôi. Ta này là cái gì? Nương tựa là cái gì? Và ta là cái gì? Từ bây giờ mình giải quyết cái ta trước đi. Cái ta là cái gì? Bây giờ mình vẫn nói là cái câu là ta là nơi nương tựa của ta. Tức là mình phải biết, bây giờ tức là mình phải biết là mà ta là cái gì và nương tựa là cái gì thì chúng ta mới biết chỗ nương tựa. Chứ còn không thì chúng ta nương tựa tùm lum. Bây giờ mình phải biết mình là ta là cái gì đã. Nhưng mà nó chủ thể, tức là nó muốn chỉ cho cái gì? Không có. Cái tân sở nó cũng có trong đó. Ta ở đây nó tính là tâm vương. Ta tức là một con người. Con người nó gồm cái gì? Ngũ uẩn. Tâm vương làm sao tạo thành con người được? Tâm vương không có đủ để tạo thành con người được. Từ để chúng ta đi đến cái đấy. Ta ở đây tính là ngũ uẩn. Hai cái ta này đều ngũ uẩn hết. Ta là nơi nương tựa của ta. Và cái câu này mình nghe hoài nhá, cho nên ở đây nhân đây muốn để cho mọi người thấy được là ta là cái gì, mà chúng ta nương cái gì, để chúng ta thấy là sẽ cần phải nương cái gì ở đây. Nếu không chúng ta nương tùm lum là không biết chúng ta đi đến đâu. Nương cái chỗ mà nó không có vững chãi lắm này thì nó dễ bị té. Ví dụ mà cái ghế này nó gần gãy mà chúng ta tựa vào cái là chúng ta té, cho nên nương cẩn thận. Vậy cái ta là nơi nương, vậy cái nương tựa này là cái gì? Là cái gì? Chúng ta nương vào cái gì? Chúng ta biết là ta là ngũ uẩn rồi. Bây giờ nương tựa là cái gì? Nương tựa và ngũ uẩn là té đó. Bởi vì sao? Bởi vì ra ngoài kia chúng ta thấy là mấy cái anh trộm cướp đập phá mà nương tựa mấy anh ấy là ngồi trong cái song sắt này cũng vui lắm đấy, là được ăn miễn phí, ở miễn phí đó. Mà nương tựa mấy anh đấy là mệt lắm đấy, cho nên là ta là ngũ uẩn rồi mà nương tựa vào cái ngũ uẩn đấy là chúng ta thấy là nương tựa mấy cái anh tào lao ấy là sao. Vậy không, bây giờ tức là mình muốn hỏi, tức là cái này nó sẽ liên quan đến cái này đó. Nhưng mà bây giờ để mình trước khi muốn cái này đó, không phải từ cái này là cái khúc sau để lát nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang tìm hiểu là cái này là cái gì. Ta tức là ngũ uẩn, hai cái ta đều ngũ uẩn, còn cái nương tựa cái gì mình biết để cái chỗ để mình nương cho chắc chắn. Cái nghiệp nhớ, nghiệp ác thì sao? Nghiệp ác mà mình nương vào đấy là mình lăn xuống địa ngục rồi. Mình nương tựa tức là mình muốn tìm cái chỗ tốt đẹp để mình nương tựa, cái chỗ nào nó vững chãi này mình mới nương tựa. Bây giờ muốn nói là cái vững chãi đó là cái gì? Nhưng mà bây giờ mình chưa thấy Phật tánh ở đâu, bây giờ mình vẫn đang luân hồi mà. mình biết là Phật tánh rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy nó mông lung không? Bây giờ mình nói mình có Phật tánh nhưng mà mình đâu thấy mình nương đâu. Mình phải biết cái nương thì mình mới lần ra cái Phật tánh như được. Chứ bảo bây giờ mình đang phàm phu mà tôi nương Phật tánh, biết Phật tánh đâu mà tìm. Bây giờ mình muốn nương tựa cái chỗ vững chãi mà cái Phật tánh nó tít trên trời cao, mình không thấy đâu, mình nương ở đâu được. Bây giờ mình phải thực tế một chút. Mình nương vào cái gì đã? Dạ. Sắc pháp mà ví dụ như là cái ghế này, sắc pháp mà ví dụ mà thầy tháo cái ốc này ra nương vào cái là té cái dầm. Thôi ai quên nói cái gì đó. Dạ. Nương vào cái biết đó, cái biết của mình, nhớ cái biết tào lao sao, cái giống như cái
ngay ngay kể cả cái bài kinh Kamala chúng ta thấy thì họ nói rằng là Đức Phật khuyên họ là hãy đừng tin vào truyền thống vân vân cái gì đó, không nhớ hết, mà đừng tin bất kỳ vào cái gì là truyền thống, mà khi nào nhận thấy cái đó là mình thấy đúng thì mình làm, cái không đúng thì mình không có làm. Thế nên Thánh Pháp nhớ mà thầy là cái người mà không phải là cái người tu sao? Bây giờ mình nói cái này, ta là nơi nương của ta ấy, là Phật Pháp, tức là nó bao gồm thế gian Pháp luôn, tức là nói chung cho tất cả những người khác luôn chứ không riêng mình. Chính xác. Cái này đúng. Bởi vì sao? Bởi vì lần trước có nói, tức là mình từ sơ lẳng này cho đến cái gì ạ, trung đẳng này, rồi đến cao đẳng này, cái này là cao đẳng đấy đó, rồi đến chuyên khoa này. Chúng ta thấy là cái sơ đẳng là chúng ta mới nhận, chúng ta vô, rồi trung đẳng là chúng ta học có một kiến thức nhất định, rồi lên cao đẳng chúng ta học nó chuyên sâu hơn, và đến chuyên khoa chúng ta thuần thục hơn, tức là mỗi một lần chúng ta học là chúng ta khoác cho mình một cái kiến thức tốt đẹp hơn. Thì chúng ta thấy là cái mà nơi nương tựa ban đầu của chúng ta đó, bởi vì Phật tánh là nó quá xa, cho nên mình đơn giản mình có một cái câu gọi là học thầy không thầy, học bạn là vậy đấy. Bởi vì nhiều khi ông thầy nó xa vời với chúng ta khó học, nhưng mà chúng ta nhìn thấy ông bạn này, ngày xưa thầy đi học thầy hay nhỏ lắm, hay có nhọn rồi, thì nhiều khi mà kiểm tra bài xong phát bài dòm dòm xem được mấy điểm thấy ra hơn mình điểm, là lần sau mình phải cố gắng mình vượt đó. Chúng ta thấy là học thầy không thầy, học bạn là cái chỗ đó, cho nên là Phật tính mới là cái gì nó cao quá chúng ta chưa tìm ra, cho nên cái mà chúng ta đang có sẵn bây giờ nó là cái thiện pháp. Chúng ta cần cái thiện pháp, nương vào cái thiện pháp đó, bởi vì chúng ta thấy là tất cả những như vẫn nói đấy, cái thiện pháp nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mặt hồ tĩnh lặng. Giống như là bây giờ mình muốn tốt đẹp hơn, cái câu này tức là mình đang muốn nói rằng là mình muốn tốt đẹp hơn đó, là vững chãi, tức là ở cái chỗ tốt đẹp hơn. Mà bây giờ chúng ta thấy là mình muốn đẹp mà đang ngoài kia mình kiếm cái áo mà toàn mùi dơ mùi hôi, mình mặc vô rồi mình thấy là mình vò cái áo mình túm này, ở đây thì không thấy, nhưng mà ở Việt Nam mấy bà già ấy hay cứ túm cái áo nhất, và cái đẫy đi chùa ấy dở ra mặc nó nhăn nhìn vào thấy nó thề thảm đó, thấy nó nhăn nheo. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta khoác lên những cái áo như vậy đó thì chúng ta không có đẹp tốt gì hết. Mà không đẹp tốt thì tất nhiên là những cái người ngoài họ nhìn vào họ không có thích. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta muốn trở nên tốt đẹp hơn đó, thì chúng ta phải ủi cái áo đi, chúng ta giặt sạch sẽ đi hết trước hết đã, rồi chúng ta ủi cho nó phẳng lặng đi, thì chúng ta khoác vào nó sẽ đẹp hơn. Mà chúng ta có tiền nữa thì chúng ta mua những cái mà nó fashion hơn, chúng ta mặc vào thì chúng ta sẽ đẹp hơn. Thì những cái đẹp đó nó chính là đẹp, tức là thiện, nó là một cái từ khác của thiện. Chúng ta khoác vào những cái thiện pháp trong mình thì mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và khi mình khoác vào những cái thiện pháp đó thì nó sẽ trở thành một cái mặt hồ tĩnh lặng. Rồi sau đó khi mà cái mặt hồ tĩnh lặng rồi đó thì mình mới soi chiếu những cái gì mà chúng ta cần soi chiếu vô, giống như là mình soi chiếu tránh kiến tránh trí hay cái gì đó thì nó sẽ đưa đến giải thoát. Còn bình thường ấy thì là mình có một cái chỗ yên ổn, làm nương tựa tốt đẹp, gọi là win-win situation đó. Tức là mình làm thiện ấy thì dù đời sau có hay không có thì mình cũng tốt đã. Đời sau mà có thì mình sinh được tướng tốt lành, đời sau mà không có thì đời này mình cũng đã tốt rồi. Thì đó là cái nơi nương tựa tốt đẹp nhất của mình trong cái giai đoạn này. Còn khi mà mình đã hoàn thành được cái mà thiện pháp rồi đó, thì lúc đó mà mình muốn tiến xa nữa, tức là như đã nói, cái mặt hồ mình nó phẳng lặng rồi, thì lúc đó mình hướng tâm tới giải thoát, hướng tâm tới chánh trí tinh tiến, thì mình soi chiếu hồ. Thì giống như mặt trăng nó soi với cái hồ thì nó sẽ phản chiếu cái mặt trăng. Chúng ta soi chiếu chánh kiến chánh trí bằng cái việc tu tập học hỏi thì cái đạo lộ siêu thế nó sẽ mở ra, giống như điện kia nói, từ từ chúng ta phát triển dần cái công năng của nó thì nó từ từ nó sẽ phát triển lên. Thì cái nương tựa đầu tiên của chúng ta nó là thiện pháp. Thì dạ vâng. Chánh pháp thì nó bị bó buộc vào một bên của mình, bởi vì cái này ấy, tức là đạo Phật đây không riêng gì cho những người tu, mà đạo Phật tức là
nó phổ khắp tất cả, dù có mình vẫn biết, tức là mình vẫn nói, tức là dù là có đạo này hay đạo khác ấy, thì mình tu tập ấy thì nó cũng đưa đến một cái mục đích cuối cùng là giải thoát giác ngộ. Thì nếu mà mình nói chánh pháp ấy, tức là mình bó buộc ở phía bên mình thôi, tức là chỉ có đạo Phật thôi. Cái này có hiểu không? Tức là chánh pháp ấy, tức là chánh pháp thì nó ban đầu thì nó sẽ nhiều hơn cái này, bởi vì ban đầu tức là chúng ta phải nương vào cái thiện pháp thì bắt đầu nó mới khai triển, từ từ nó mới có công năng, nó mới phát triển lên những cái chánh pháp. Chánh pháp thì là chánh kiến, chánh trí hay những cái đạo lộ giải thoát đó. Chánh pháp tức là muốn nhắm đến cái đó, thì ban đầu chúng ta phải thấy là chúng ta như đã nói đấy, học thầy không thầy độc bạn, như vậy đã nói đấy, thì ban đầu là chúng ta phải có những cái này, từ từ chúng ta mới phát triển, chúng ta đi lên được để nương tựa, có cái nơi nương tựa. Cái này giống như, nếu mà nói lại thì chúng ta thấy là có thể nói là giống như lưới, là cái nơi nương tựa cho chúng ta yên ổn này. Nương tựa ở đây tức là chúng ta muốn nói là để chúng ta được yên ổn này. Thì ở đây chúng ta thấy là như vậy, ta tức là ngũ uẩn, nơi nương tựa tức là những cái thiện pháp, thì đây là chúng ta thấy là cái đó nó mới thuộc về, lúc đấy là mới có suy nghĩ thuộc về tâm này, chứ chưa có hành động hết. Chúng ta mới biết rằng là ta tức là ngũ uẩn và nương tựa tức là thiện pháp, và chúng ta chưa có hành động gì hết, tức là nó thuần túy là tâm vương. Thì cái suy nghĩ tức là như vậy, tức là nó chưa có, còn tâm sở tư tức là nó đã có một cái phần tạm nghiệp rồi, nên là nó có trạng thái tạm nghiệp rồi. Còn đây chúng ta thuần túy mà chúng ta biết là ta là cái gì và nương tựa là cái gì thôi, để sau đó chúng ta mới muốn làm cái gì thì chúng ta làm. Thì cái nghĩa thứ nhất của tâm vương tức là suy nghĩ. Cái này có hiểu không? Yeah. Rồi bây giờ có câu hỏi này, như vậy thì trong lúc ngủ mình có tâm không? Để trong lúc ngủ thầy đâu có suy nghĩ đâu, trong lúc ngủ thầy đâu có suy nghĩ ta là nơi nương tựa của ta đâu. Nếu mà chúng ta định nghĩa là tâm là suy nghĩ, về trong lúc ngủ chúng ta đâu có suy nghĩ đâu, như vậy là cái định nghĩa này thiếu rồi, đúng không? Trong lúc ngủ là đâu có suy nghĩ, ngủ là mình thần túy mình ngủ thôi. Nhiều cái sáng ra mình đâu biết mình cái gì đâu, nhiều khi trong cái giấc ngủ mình chiêm bao sáng dậy mình không nhớ là cái gì luôn nữa, thì đâu có suy nghĩ là phải nhớ. Yeah, thì như vậy là cái định nghĩa thứ nhất của tâm tức là suy nghĩ. Và nó còn, tôi đã mở trang số 12, đoạn thứ 2 ở dưới lên. Paramattha chân đế hay thực tại đầu tiên, citta tâm vương, danh từ citta xuất nguyên từ can city, có nghĩa là suy nghĩ. Thì cái nghĩa thứ nhất của tâm vương tức là suy nghĩ là vừa trình bày rồi. Thì chúng ta thấy là suy nghĩ là ta là ngũ uẩn, rồi nương tựa tức là thiện pháp. Thì cái đó là cái mà chúng ta có suy nghĩ, và nó sẽ còn một sở dĩ hỏi cái câu hỏi mà khi mà ngủ chúng ta có tâm hay không, là bởi vì trong lúc ngủ thì chúng ta không có suy nghĩ, thì nó sẽ có một cái định nghĩa thứ hai. Theo bản chú giải, tâm vương hay thức là cái gì hay biết. Như vậy chúng ta thấy là tâm, định nghĩa về tâm thứ nhất là có nghĩa là suy nghĩ, và thứ hai là nhận biết, thuần túy nhận biết thôi. Bởi vậy cho nên là khi mà chúng ta ngủ mà ai đụng vào lay mình hoặc là có tiếng động là chúng ta nhận biết, là chúng ta tỉnh dậy. Và nếu mà thiếu cái nhận biết này là chúng ta sẽ ngủ luôn và không dậy nữa. Thì kinh nghiệm thứ hai của tâm vương nó chính là nhận biết. Và như vậy thì dù có suy nghĩ hay nhận biết, nó vẫn chỉ là thuần túy thôi. Tức là chỉ là cái biết là cái biết, cái thấy là cái thấy thôi, chứ nó chưa có những cái tầm xảo trong đây. Giống như cái câu chuyện mà vị tỳ kheo đi khất thực á, thì muốn học đạo Đức Phật mà xin ba lần, lần thứ ba Đức Phật mới thì ông nói là Đức Phật dạy là vô thường, mà bây giờ chờ ngài khất thực xong, ngọ chai xong mới tiếp táp, thì lúc đấy nhớ còn chết thì sao đó. Chúng ta có nghe câu chuyện đó rồi đúng không?
thì xin Đức Phật hãy thuyết pháp ngay cho con nghe. Thì Đức Phật nói là ông hãy để cho cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, cái biết là cái biết, tức là chỉ để thuần túy là nhận biết thôi, đừng có xen những cái tâm sở bất thiện vào, kể cả tâm sở thiện cũng vậy, bởi vì tâm sở thiện nó cũng đưa chúng ta vào cái cảnh giới an lành trong tâm cõi. Thì cảnh giới tốt đẹp trong tâm cõi trên thực tế nó cũng bị chi phối bởi vô thường, vô ngã và khổ thôi. Thì như vậy cái định nghĩa thứ nhất của tức là cái pháp cao tột thứ nhất mà chúng ta có ở trong video pháp đó là tâm. Thì tâm của nó gồm có hai nghĩa, đó là suy nghĩ, và thứ hai nó có nghĩa là nhận biết. Chúng ta sang cái pháp thứ hai là tâm tâm sở. Thì tâm ở đây chúng ta thấy là nó giống với cái tâm trên đây rồi đó, nhưng mà cái này nó không có chữ sở. Sở tức là sở hữu, tức là nó thuộc về tâm, những cái pháp thuộc của tâm, sở thuộc tâm và đi theo tâm. Nè, những cái pháp mà nó thuộc về tâm, giống như là ví dụ mà chúng ta nói là có cái tâm tham chẳng hạn. Tâm tham thì nó thuần túy, tức là nó thuộc về tâm vương, nó thuộc về cái đây, nó chưa có cái biểu hiện gì. Chúng ta thấy là ví dụ như nói là thầy Thanh Nguyên có tâm tham thì chúng ta chỉ biết đến thế thôi, nhưng mà khi mà thấy chúng ta thấy là giật cái này cho giấu đi rồi chúng ta mới biết là nó mới phát tác ra hành động. Thì chúng ta thấy là lúc đó là cái đấy là cái sở thuộc của tâm, tức là nó có những hành động lấy cái gì đó, hoặc là cái biểu hiện của sân mà chúng ta nhăn nhó, chúng ta giận dữ, mắt tóe ra lửa chẳng hạn, thì cái đó là nó thể hiện, nó thể hiện ra, thì cái đó là cái thuộc tính của tâm, tức là nó cùng trong cái tâm sân hay cùng trong cái tâm tham đó, nhưng mà cái tâm ấy thì nó mới thuần túy, gọi là tâm tham hay tâm sân. Và cái sự thể hiện của nó tức là cái tâm sở. Và trong từ từ chúng ta sẽ thấy là cái tâm vương này đó, nó sẽ có những cái biến hành tâm sở và có những cái mà biệt cảnh, tức là biến hành tức là nó sẽ đi khắp, và biệt cảnh tức là có những cái mà tùy từng cái đối tượng nó mới khởi lên thôi. Ví dụ như là chúng ta thấy là tâm, chúng ta hay gọi là tâm vương á, gọi là vua, giống như ông vua vậy. Ông vua thì lúc nào cũng phải có tùy tùng đi theo, không có thể mà ông đi một mình được, lúc nào có tùy tùng. Tức là cái tâm vương á, lúc nào nó cũng có những cái tâm sở đi theo. Và ví dụ mà nếu mà ông vua mà ông ấy đi săn ấy, thì chúng ta thấy là ông sẽ mang theo một cái đội khác, tức là những cái xạ thủ đi theo. Đi săn ấy thì phải có cung nỏ, còn cái tùy tùng này chỉ là bảo vệ thôi. Còn ví dụ mà ông ấy đi chùa ấy, thì ông ấy không có mang theo ông này gì, nhưng mà vẫn phải mang theo tùy tùng đi bảo vệ. Chúng ta thấy là cái sở thuộc tâm nó từ từ chúng ta sẽ học, nó sẽ có những cái tùy theo tâm nào thì nó sẽ đi với tâm sở nào, và nó sẽ không đi với cái tâm sở nào. Và bây giờ còn một cái câu nữa để chúng ta cũng hỏi luôn, để chúng ta biết tâm dẫn đầu các pháp. Chúng ta có nghe câu này đúng không? Yeah. Biết này đúng chưa? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là tâm hay gì? Vậy không thấy thắc mắc gì hết, đúng sai rồi. Độ này thì dễ đái rồi, không thắc mắc nữa. Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ nhắc tâm ý thức, nó cũng là một thôi. Trong video pháp nó không có phân biệt ra. Ba cái này đều gọi là tâm vương. Xin lỗi. Từ từ chúng ta sẽ học tâm ý và thức ở trong video pháp. Nó sẽ không phân chia ra. Yeah. Nó cùng gọi là những cái này, ba cái này đều gọi là tâm vương hết. Yeah, đúng rồi, tùy theo hoàn cảnh. Từ từ cái này chúng ta sẽ phân tích sau. Bây giờ chúng ta có cái câu này, chúng ta phân tích, chúng ta vẫn nghe cái câu này, bây giờ chúng ta tìm hiểu xem là tâm thì chúng ta biết là cái gì rồi. Nó chính là tâm vương rồi. Còn các pháp ở đây là cái gì? Yeah. Đúng rồi, các pháp ở đây nó chính là tâm sở. Giống như ông vua này,
ông dẫn đầu tất cả các đoàn thị dùng các pháp ở đây, chúng ta thấy là nó sẽ là những cái tâm xả của chúng ta, à, tâm chúng ta nó sẽ dẫn dắt tất cả những cái anh này đi. Thì đó là gọi là tâm xả, tức là những cái mà phụ thuộc vào tâm, là cái pháp chân đế thứ hai trong vi diệu pháp mà chúng ta sẽ nghiên cứu. Chúng ta sang cái pháp thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp tức là rupa pháp. Ngày hôm nay là chúng ta mới đi chung chung bốn cái pháp mà cao tột của vi diệu pháp, rồi sau đó những buổi sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng thành một. Rupa đây tức là sắc pháp, đây là những cái vật có thể đập vỡ ra được. Dạ. Tâm không đập vỡ được. Ví dụ như là tâm tham chúng ta không có thể đập vỡ được. Nhưng mà sắc pháp ở đây, sắc ở đây chúng ta thấy là có tức là những cái ví dụ như là cái bàn này chúng ta có thể đập ra được. Sắc chúng ta thấy là sắc pháp ở đây nó gồm những cái yếu tố nào? Thế là những cái gì nó có thể gọi là sắc pháp được? Vật chất này. Rồi âm thanh có phải là vật chất không? Âm thanh có phải sắc pháp không? Âm thanh có phải sắc pháp không? Người có, người không. Một tiếng sau này. Âm thanh còn mùi vị. Rồi còn cái gì nữa? Âm thanh, mùi vị, mùi hương đi. Có phải sắc pháp không? Cũng là sắc pháp. Còn cái gì nữa? Vị gì tức là mùi rồi, mùi là gì đó. À đúng rồi, mùi là hương. Cái này là vị gì? 2, 4 rồi. À đúng rồi là 5. À mới có 4 này. Vật chất là sắc, sắc này, thanh này, hương này, vị này, xúc. Pháp là đối tượng của ý rồi, cái đấy là chắc chắn là không phải rồi. Những cái này chúng ta thấy là đều là sắc pháp hết. Chúng ta thấy là như vậy, định nghĩa của sắc pháp là vật có thể đập vỡ ra được, như cái bàn chúng ta thấy là chúng ta có tách đập bể ra được. Bây giờ về câu hỏi là bây giờ chúng ta thấy là âm thanh mà nói là sắc pháp ấy, hay là những cái này là sắc pháp thì chúng ta đập bể rồi gì? Có đập được không? Nha. Đập bằng ý là chúng ta đang nói là sắc pháp mà. Sắc là không có liên quan gì đến ý. Tức là sắc pháp là những vật có thể đập ra được, đập vỡ hoặc chia tách ra được. Nha. Đúng rồi, mình có thể đập âm thanh ra được. Rồi mùi vị chúng ta có thể đập ra được không? Đúng rồi, phòng mà đang hôi chúng ta xịt nước hoa vô là thay đổi được. Là chúng ta cũng đập đó, đấy là một hình thức của chúng ta đập. Tức là để chúng ta phân tích cái này để chúng ta thấy rất rõ ràng cái định nghĩa là nói rằng là sắc pháp là vật có thể đập vỡ ra được, mà nhiều người nói rằng là âm thanh làm sao đập được, hay là những cái này đâu có thể đập được. Mùi hương, vị giác chúng ta có thể thay đổi không? Đúng rồi, chúng ta có thể thay đổi tức là chúng ta đập nó ra đấy. Xúc chúng ta có thể đập được không? Thay đổi được hết, cho nên tất cả những cái này nó thuộc về sắc pháp. Đó là cái pháp chân đế thứ ba, tức là sắc pháp. Sắc pháp là những cái vật mà chúng ta có thể đập vỡ, hay nói cái khác là thay đổi đi cho nó dễ. Dạ đúng rồi. Nếu nói như vậy thì tâm chúng ta cũng thay đổi được sao? Cho nên là chúng ta thấy là dùng thay đổi không được, tức là chúng ta nói là đập vỡ, tức là nó có thể đập ra được. Chứ còn tâm tâm không có đập được. Tâm tham chúng ta chỉ thấy nó chỉ là tâm tham thôi,
đâu có đọc được. Chuyển đây là nó sang tâm sở rồi, chuyển nó sang tâm sở rồi. Tức là cái này chúng ta thấy là cái sắc pháp rõ ràng, chúng ta thấy là cái bàn chúng ta bẻ nó làm đôi thì nó vẫn là sắc pháp, còn tâm tham mà chúng ta thay đổi nó thành tâm sở rồi, cho nên không thay đổi được. Rất rõ ràng những cái này, đối tượng này cũng vậy, cho nên chúng ta thấy là dùng cái chữ đập vỡ nó chính xác là chữ thay đổi. Nhưng mà dùng cái chữ đập vỡ này thì nhiều người không nhìn ra được cái âm thanh mới là cái này, nó khó nhìn hơn đúng không? Nhưng mà phải dùng cái từ này nó mới đúng. Thêm chữ gì? Thêm chữ gì? À đúng rồi. Bởi vì vi diệu pháp tức là chúng ta thấy là chúng ta nhìn cái tâm nó không được, cái bàn này làm sao pha? Bàn này bây giờ nó bây giờ pha cái gì vào đây? Sơn màu nó là khác rồi, sơn màu nó phải pha, tức là nó phải trộn vào trong nữa. Chúng ta thấy là nó đập vỡ được, đập vỡ sơn lên nó cũng là một cái cách đập vỡ, dùng cái từ này đủ rồi. Sắc pháp là những cái mà thường thường chúng ta nghĩ là sắc, tức là nó có hình tướng, hình tướng là chúng ta đập vỡ được. Âm thanh mặc dù là nó không phải hình tướng nhưng mà chúng ta cũng đập ra được. Hoặc là ví dụ chúng ta phát âm là tờ ép tết, sắc tết, chữ tết đó, chúng ta thấy là chúng ta thấy là chúng ta bẻ vụn ra được đấy. Nhà chữ tết này chẳng hạn này, chúng ta thấy là nguyên một cái chữ tết giống như là nó là cái bàn. Chúng ta thấy rất rõ không? Cái bàn là chúng ta có thể vặn ốc chúng ta tháo ra được, thì cái chữ này chúng ta cũng bẻ nó ra được, bẻ cái chữ t ra, chúng ta tờ ép tết phá ra, đập ra thì nó cũng giống nhau. Cũng được. thôi mình khỏi chú trọng, đừng cứ đi dùng cái chữ đập vỡ chắc được rồi. Như vậy là chúng ta thấy là sắc pháp là những cái thứ mà chúng ta có thể đập vỡ ra được. Rồi chúng ta sang cái pháp cuối cùng là Niết Bàn. Niết Bàn là pháp mà vi diệu rồi, chúng ta không có thể bàn luận được nữa, là cái mà lìa danh sắc. Danh sắc tức là cả về mặt vật chất và cả về mặt tinh thần, nó là một cái trạng thái tĩnh lặng. Dạ đúng rồi, nó là một cái tên khác là vô vi Niết Bàn ấy. Trong khi mà trong cái biểu đồ một đấy có ghi ra là hữu vi và vô vi Niết Bàn đấy. Tĩnh lặng đây là tĩnh lặng cái gì? Có phải ngồi yên tĩnh lặng không? Thầy ngồi đây cũng tịch tĩnh lắm đấy, nhưng mà trong nó là đấu tranh ngùm tùm lum ở trong. Cũng ngồi rất là tĩnh lặng nhưng mà trong ấy là cũng tùm lum chuyện thứ trên đời. Trong đầu ấy. Tĩnh lặng là tĩnh lặng cái gì? Đúng rồi, tức là chúng ta biết là cái định nghĩa của chữ Niết Bàn này, tức là nếu mà chúng ta bẻ đập cái âm thanh này ra, chúng ta thấy là niết tức là không, bàn tức là không có bàn cãi gì nữa. Thì đúng rồi đấy, là lìa danh sắc tức là không có bàn cãi, không có lý luận nữa. Bàn ở đây tức là không có tham, không sân, không si, rồi tùm lum các thứ đằng sau nữa, thì đó là tĩnh lặng những cái đó. Pháp Niết Bàn tức là pháp tĩnh lặng những cái đó. Trong chúng ta có thể mở trong có một bài kinh tương ứng Đức Phật có nói Niết Bàn tức là những cái trạng thái mà chúng ta diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si, thì đó chính là 10 cái kiết sử. Nếu mà chúng ta gom lại thì thành 3, nhưng mà chia ra nó thành 10 cái kiết sử, mà thánh thứ nhất là diệt được 3, thánh thứ hai là làm nhẹ thêm 2 cái nữa, 4 quả vị thánh đó, tức là 4 cái Niết Bàn khác nhau, 4 quả vị Niết Bàn khác nhau. Nên là bậc thánh thứ nhất tức là chúng ta đắc Niết Bàn lần thứ nhất, cho nên mới nói là Niết Bàn là hiện tại chứ không phải Niết Bàn là chờ khi mà chúng ta phải chết ta mới đạt được cái đó. Tức là chúng ta đắc được cái lần Niết Bàn thứ nhất là chúng ta diệt được 3, đó là cái công thức đó, diệt được 3 thứ thân kiến nghi đấy, cấm thổ. Khi mà chúng ta diệt được 3 cái đấy, chúng ta biết là chúng ta đắc Niết Bàn rồi đấy. Nhưng mà Niết Bàn đấy là còn dư y. Chúng ta hiểu Niết Bàn dư y với vô dư y là như nào?
Còn sống thì là Niết Bàn, hữu tư duy. Còn vô tư duy là cái gì? Vô tư duy tức là nhập Niết Bàn, không còn thân xác. Như vậy là Đức Phật là mà thầy thì thầy hiểu khác một chút nữa. Chúng ta thấy là như vừa nãy đã nói, tức là cái vị thánh thứ nhất ấy là đắc Niết Bàn lần thứ nhất, tức là diệt ba cái này đã đắc Niết Bàn rồi. Là, nhưng mà còn việc phải làm, chúng ta thấy là rất rõ ràng, còn việc phải làm, còn việc. Thánh thứ hai là làm nhẹ hai cái, nhẹ thêm hai cái là tham và sân, là đắc Niết Bàn lần thứ hai, nhưng mà vẫn còn việc phải làm. Thánh thứ ba là diệt được năm, nhưng mà vẫn còn năm thiền vần, vẫn còn phải làm. Còn thánh thứ tư, thánh thứ tư là không còn việc làm nữa, xong rồi. Nếu mà chúng ta mở một cái bài kinh Trung Bộ mà thầy không có nhớ số bao nhiêu đó, để về tìm, chúng ta thấy là có đề cập đến Niết Bàn hữu dư ly và Niết Bàn vô dư ly, tức là có một cái câu đại khái như thế này này. Nếu mà nhớ không có rõ, tức là muốn đề cập đến cái vị thánh thứ ba, tức là nếu mà còn dư ly thì đắc được quả bất hoàn, còn nếu mà không còn cái dư ly nào ấy thì chứng quả bất lạc, chứng quả A La Hán. Nên là có một cái bài kinh nhớ không có rõ, tức là để về thầy tìm. Như vậy để thấy, chúng ta thấy rất rõ rằng là Niết Bàn vô dư ly là chỉ cho quả thánh thứ tư trở lên. Đức Phật mấy quả thánh thứ tư đó là vô dư ly, tức là không còn một cái chút dư ly ở đây, tức là gì, là muốn chỉ cho cái lậu hoặc. Lậu hoặc với kiết sử thì đã đúng rồi, lậu hoặc hay kiết sử. Nên là hữu dư ly tức là gì, tức là còn những cái thứ này, tức là còn rơi rớt lại. Nên là thánh A La Hán chúng ta thấy là được ví dụ như là cái vị mà một cái giọt nước rất là nhỏ mà nó rớt vào cái chảo mà nó đang đun nóng tới mấy trăm độ C thì nó rớt vào cái là tan biến liền, nhưng mà nó vẫn còn một cái chút đấy, nhưng mà nó vẫn là còn dư ly, tức là còn việc phải làm, còn phải đoạn trừ. Còn Niết Bàn vô dư ly tức là không còn việc gì phải làm nữa, tức là không còn gì, tức là không còn cái lậu hoặc này. Cái đó gọi là dư y mới hữu dư y. Cái đó được. Cái định nghĩa kia thì cũng đúng không sao cả, nhưng mà đây là một cái cách mà chúng ta nhìn nhận khác về một cái cách khác chúng ta nhìn nhận về hữu dư y và vô dư y. Ráng mà chúng ta làm cái số thứ tư có 4 thôi, làm đến cái số 4 này là chúng ta là chúng ta đắc được vô dư y Niết Bàn rồi. Thì như vậy là hôm nay chúng ta đi xong cái pháp chân đế. Bài thứ hai gồm có 4 pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp và Niết Bàn. Chúng ta biết tâm là như thế nào, tâm sở là như thế nào, sắc pháp là như thế nào và Niết Bàn là như thế nào. Những cái buổi sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Chúng ta có thắc mắc gì về bài ngày hôm nay không? Nam mô Phật. Thầy cảm ơn, cũng hiểu cả nha. Để chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.